Xin chào các bạn cũng biết là giao quắm là giao thực chiến, hay còn gọi giao quần cận chiến này, dùng để đi rừng và sinh tồn. Các giao quắm này thường quân đội hay sử dụng và những người dân tộc sử dụng để đi rừng, đi chặt cây hoặc gì đấy, để mình tự chế cái giao quắm bằng gỗ. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đẹp thì nhớ cho mình một like. Sau đây mình sẽ quay lại quá trình mình hoàn thành cái giao quắm là như thế nào. Quá đơn giản. Cái giao quắm ở đây, giao quắm các bạn cũng biết là lại loại giao cận chiến là giống như kiểu gì. We'll be right back.